Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì mình sẽ squat cùng team mình và mất mic bà rồi. Cạn lời. Tự dưng ngoài sảnh thì nói chuyện với nhau ok phết nhưng vào game cái mất luôn. Chắc là game đang còn lỗi rất là nhiều. Mong là sau này update thì nó sẽ fix lại những cái lỗi này. Lâu lâu thì nó làm quả như này bắn chán phết anh em ạ. Ok, trận này mình lại vào school thôi. Bình thường thì mình hay vào school lắm. Bắn theo team thì mình sẽ vào school cho nó đông. Còn nếu mà bắn solo squad thì chắc mình sẽ nhảy khu khác. Tại vì nhảy khu này nhiều đâm ra nó chán anh em ạ. Ok. Có mỗi thằng số 3 đi theo mình. Đâu, số 2 cũng đi theo. Ui dồi ôi, đông phết đấy. Cũng phải 2-3 team. Này đi. Nhảy xuống nhà tao này. Ui dồi ôi. Thôi xong rồi. Rất tiếc. Các bạn nhảy nhầm chỗ rồi. Ok. Cái tâm đuôi này nó hơi khó nhìn tí anh em ạ. Thằng này nó đen thui như thế này. Đấy. Cái nốt mạng của thằng này. Ok. Để chạy qua đây check thằng này xem nó có bạn cứu hay không. Còn mỗi 3 viên anh em ạ. Bằng đấm đi. Chúng ta hãy giữ đạn lại để phòng thân. 3 viên. Nước này. Ok, thằng này hình như là có súng này này. Vứt súng ra. Úi dồi ôi, nhiều đạn thế. Ok. Mới 4 kill rồi. Dưới này này. Ok, knock. Vâng, thằng số 3 nó qua bên chung cư nó lút ạ. Bạn nó vào cứu. Chắc mình sẽ đẩy xuống đi. Xem nó cứu như thế nào. Ui dồi. Ok. Còn bên này nữa này. Ui quân vàng. Hay lắm. Mình sẽ đứng đây đợi nó lên. Và hello. Hình như nó không lên. Rồi, nó bỏ chạy xuống dưới rồi. Đuổi theo thôi. Đứng lại bạn ơi. Hello. Đi ra. Úi dồi ôi. Bắn mic hết. Này đi. Mic nữa đi. Chạy đường nào cho nó thoát. Ok. Có gì đây? AKM. Tuyệt vời. Đang đói gặp đúng thằng mắc rào. Trời ơi, sao nó có thể rào như thế được nhở? Ui dồi ôi. Nhiều súng nhiều đạn ghê á. Vâng, tầm này thì bắn đến bao giờ cho hết đạn bây giờ? Ok, có rất nhiều anh em ạ. Sướng phết. Vâng, cứ nhảy vào school mà như thế này thì sợ bố con thằng nào được chứ. Còn hai thằng bên này nữa. Ui trời ơi, ân giàu bà rồi. Vội vãi. Thôi cho mình xin rút lại cái lời nói lúc nãy nhá. Bọn này nó nghèo. Nghèo đéo thì tả được. Chúng ta đi check một vòng nhá. Để xem còn ai không. Ui trời ơi, cái gì vậy? Ui trời ơi. Gì đây? Vâng, lâu rồi chưa sấy AK. Tâm nó cứ đưa qua để lại đau hết cả mắt anh em ạ. Dạo này toàn bắn M4 thôi. M4 thì nó dễ. Khỏi ghim tâm. AK thì phải ghim nhiều lắm cơ. Với lại mình khuyên các bạn nên bắn M4 hoặc Skyline thôi. Tại vì nó sấy xa rất là tốt. Ôi, bọn này bắn nhau bên này gắt thế. Qua xin ít kill nào. Ôi, boss mà. Có gì đâu. Vâng, toàn boss là boss thôi. Ok, team mình đã giết nốt rồi. Thế là clear 9 kill.
Cũng ổn phết đấy chứ. Và tầm này chúng ta để qua Rô Dốc nữa mới nhiều. Bên chung cư thì bạn mình đã clear luôn rồi. Khổ thân. Rô Dốc này có vẻ clear sao ta? Nghe yên ắng vậy. À, thanh niên. Lái xe đâu vậy? Này thì bỏ trốn này. Ok. Rồi cưng ơi. Còn bạn nó nữa. Ui dồi ôi, 8x này, ngon thế. Ok, đang thiếu scope anh em ạ. Nó tương quả 8x vào mặt như thế này thì sống làm sao được. Ui dồi ôi, một viên nữa thôi. Một viên vào người, một viên vào đầu rồi. Tiếc thế. Những phát sau lại bắn mic ạ. Đùa. Tịch hết rồi. Chắc nó đang ngồi bơm máu. Úi dồi, từ từ thôi. Làm gì Với căng lại vậy? cô còn lại bố. Bố mới đâu ra vậy? Từ từ rồi em chắc. Này thì bắn tao à. Ok. Ủa sao bên phiên bản này. Ui chạy rồi à. Cảm giác mình thấy người nó trâu hơn anh em ạ. Mình bắn thằng kia hai viên vào đầu mà tới viên thứ ba nó mới knock. Như trên PC thì tầm đấy hai viên là knock rồi. Công nhận nhân vật ở đây mắc trâu. Bắn mãi mới chết anh em ạ. Rồi mình sẽ để lên giết thằng này. Chắc chắn là có nhiều đồ thơm đây này. Hello. Giết luôn đi cho nhanh. Ui dồi ôi. Thơm. Ủa hình như còn mà. Nghe tiếng đâu đấy nhỉ. Ok xong. Chimera. Vãi xoài. Cái gì đây. Ui ôi ôi. S12K. Vâng, sai lần. Hèn gì nghe tiếng bụp bụp. Ok. Cũng ổn phết đấy. Ui thính này. Lại đi nhặt thính rồi. Vâng, bắn xung quanh đây cũng được 14 kill rồi. Các bạn thấy ở giữa này nó nhiều kill không ạ? Nó mắc nhiều kill luôn ấy. Những trận nào ít ít mà mình không nói chứ trung bình cũng phải 10 kill đổ lên. Nó đông lắm. Không biết là thính có gì đây. M24 cũng được. Ui dồi ôi, cái đậu phộng nó nữa. Vâng. MK14 sao nó ra nhiều thế nhở.
Khẩu súng nhìn được đã chả muốn bắn rồi. Mình cực kỳ không thích cái khẩu này. Nếu mà cái con M16 mình không có sai lầm thì mình sẽ chuyển sang bắn MK14. Nếu mà úi dồi ôi, cái gì đây? Cái gì đây? Lại boss này. Nếu mà có sai lần rồi thì thôi, táp sai lần nó sướng hơn nhiều. Chúng ta hãy mong cái khẩu súng này sẽ spawn ra một khẩu súng sniper. Úi dồi, vãi xoài, mình nói sai à? Thế deck nào xe nó tự đâm vào ấy nhở? Hư cấu. Sniper. Ui, cái đậu xanh AUG. Rồi chắc mình sẽ chuyển AUG bắn đi. Ủa, phụ kiện tới đâu? Đáp bớt đạn đi. Ok. AKM. Một đống đạn. Bo như này chắc là phải lên đồi rô dốc cam thôi. Cái đồi này mà nhìn xung quanh thì bá. Một bé này. Đâu, cái gì đây? Vãi xoài. Vâng, cạn lời. Bạn bị nóc rồi vẫn nằm. Thằng kia chắc là cáu lắm đấy. Vâng, chửi SML thằng bạn cho xem. Ok. Như vậy team lên đồi là đã bay rồi. Bây giờ sẽ tiếp đến là Skull. Nhưng Skull thì không thấy động tĩnh gì. Ở những cái nơi mà không động tĩnh gì nó mới nguy hiểm đấy anh em ạ. Nên phải check kỹ. Những cái nơi mà dã nhau liên hồi thì nó rất đơn giản để quan sát. Nó ngắm cái éo gì vậy? Có ai chăng? Phải check kỹ thôi. Nhỡ nó lý thông một cái thì sấp mặt ra cả tim. Bắn cái gì vậy? Ủa? Vãi xoài. Em biết nó nhìn thấy cái gì nó soi soi nó bắn cạn lời. Ôi kệ báo đi, chắc thằng này nó trôn đấy. Vâng, nhìn cái dáng đi là biết rồi. Bây giờ không nghe mic được thì cũng có thể nó nhìn được từ xa. Vâng, team không ai đi check thì mình phải đi thôi. Lỡ ở sau có một team nữa thì khó chơi lắm. Ủa, nó giết được thằng nào vậy kìa? Căng vậy. Đây rồi. Ui dồi ôi, bắn nhiều thế, trúng được một viên. Hư cấu. Ra đi bạn. Vâng, bây giờ bạn không chạy đi thì đến bao giờ bạn chạy ạ? À? À, còn tận hơn 1 phút rưỡi. Vâng, tha hồ mà đứng hú hí với nhau. Hú hí chán rồi chạy cũng không sao anh em ạ.
Đây rồi. Cuối cùng cũng vác cái bản mặt ra. Đào ít thôi bạn ơi, gãy chân đấy. Úi dồi ôi, khuất rồi. Ôi nó nghe tiếng sai lần nó không nghe ra anh em ạ. Ui rồi ôi thơm tuyệt vời, áo thính nữa này. Vâng, chúng ta lại nhặt thôi, chạy nhanh kẻo đồng đội nó lút hết, nhanh nào của tao nhá, cấm thằng nào động vào ấy. Ui rồi ôi, 24 ý. Tay ai nhanh hơn. Ok thằng này chết rồi, hiện lên kill rồi. Vâng, thế là còn hai thằng nữa. Úi dồi ôi, này thì lút đồ. Bắn thế không chết. Ok, top 1 19 kill. Bye bye mọi người nhá.